cá cảnh Thanh Liêm bữa nay đi xuồng giao hàng luôn cả nhà ơi. Chị đẹp dễ thương nè các bạn. Chị tên gì chị? Qua luôn. Anh khách đang đứng đợi. Các con sông này cả nhà. Dạ. Cái đó mà tôi đi ra làm thì thím á. Dạ. Mà đi tối cái ông tài xế xe á, ông tài xế xe ông bị ông tài xế mới á. Dạ. Cái ông không biết đường đi mà tối nữa đi 12 giờ phía 1 giờ phía mà đi nó cũng đỡ đường vậy mà. Cái gì mà nó chẳng đường đi đó. Đường lộn nát hả chị? Nó mà gòn vậy đó. Dạ. Chỉ đi sai đi lên nửa đêm nó hơn mà tối nay đi lên đi đường vô nó xíu vậy nè, mà xe 30 chỗ vô vừa đủ. Không có chỗ quay động nha, còn nửa đêm tôi sợ người ta giết kìa. Đi có mình chị hả lúc đó? Có đi xe 30 chỗ lận. Dạ. Mà cũng ông tài xế mới không có biết đường đi đó, rồi nó cũng mở đồ gòn vậy đi nè. Mở rồi nó chạy chỉ đường đi ra quẹo tùm lum nhau á. Lên nửa đêm nó hơn không thấy nhà ai mà không thấy chùa không thấy gì đâu. À. Rồi quẹo vô nửa đêm nó hơn mà tối nay có đường vô vậy nè. Tôi nói chắc đồ gòn chắc bị ngủ, chắc bị ngủ vậy. Rồi tới 12 giờ đêm nó mới ghê chứ. Rồi cuối cùng chị tá tốc đâu hay là tới đường sau đi lên đó mà càng ngày nó càng đổ cái bờ thì càng ngày càng nhỏ, cái xe không đủ ấy. Cái sau ghe được cái thuốc cái ngõ ba đó đó. Dạ. Mà bữa đó là có ông tài xế khác đi nữa. Đi cái sau ổng